chào mừng quý vị đến với chương trình cuối cùng Liệu Lý Câu Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ hai tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chúc trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Chẳng thà ăn sẵn ăn khoai chứ không ở với vườn ghẻ. Chứ không ở với vườn ghẻ tiếng tai với láng giềng. Xin mời quý vị đón chào hai nhân vật khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào hai em. Rất là vui khi đón chào hai em đến với chương trình Vui Cùng Địa Lý Của Họ. Em hãy tự giới thiệu bản thân và tên tuổi của mình cho chương trình được biết. Dạ. Lời đầu tiên cho con chào chú Kim Tử Long. Ở đây không có ai là con hết trơn. Dạ, lời đầu tiên cho em dạ chào anh Kim Tử Long và bạn Phụng. Mình tự giới thiệu mình là Mậu Đàn, là diễn viên. Con em. Dạ, xin chào anh Kim Tử Long và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tiêu Minh Phụng và hiện tại em đang là diễn viên và là ca sĩ tự do. Em có bao giờ em thể hiện được một bài lý hoặc một câu hò nào không? Ơi câu hò bình dị đơn sơ của những con người luôn thiệt thà chân chất. Miền Tây ơi tình người nghĩa đất sâu nặng từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ. Quá tuyệt vời. Vòng đầu tiên, giai điệu thân quen sẽ có hai câu hỏi. Câu đầu tiên, hai người chơi cùng nghe một giai điệu, nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời tên bài hát. Trả lời chính xác nhận về 10 điểm. Câu thứ hai, chương trình cho đoạn lời và giai điệu của một điệu lý. Người chơi giành quyền hát lại điệu lý sao cho chính xác lời và nhạc. Hát đúng sẽ giành được 10 điểm. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Ngưng. Hay quá Phụng ơi. Em mới vừa nghe một đoạn đầu là em đã bấm chuông rồi. Cũng may mắn một cái là cái bài nó là thuộc cái dòng nhạc của em luôn. Cho nên là khi mà nghe lên thì em đoán được là cái bài này có tên là Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lan. Chốt chưa? Dạ chốt ạ. Chốt. Dạ. Con Đạt. Dạ. Nếu như là em trả lời thì em sẽ trả lời bài hát này tên gì? Dạ em trả lời là Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lan. 5 điểm đã thuộc về Đạt. Em biết tại sao là 5 điểm thuộc về Đạt không? Dạ em biết rồi. Cái bài này là Đêm Gành Hào Nghe chứ không phải là nhớ. À chính xác. Chỉ sai một từ thôi coi như là mất điểm. Dạ. Dạ hay không bằng hơn đó. Đó hay không bằng hơn. Dạ. Nhưng mà không sao, chúng ta còn câu hỏi thứ hai. Phụng. Dạ. Lại một lần nữa, em là người nhấn chuông đầu tiên. Dạ. Em có nghĩ rằng em sẽ hát trùng khớp với bài hát này không? Dạ, em nghĩ là tầm khoảng chắc khoảng 70%. Mới có 70% mà dám nhấn chuông. Tại vì em mới thua bên kia rồi, em phải cố gắng. Nhưng mà giai điệu thì cũng có quen. Nếu mà quen thì em có biết giai điệu này nó mang tên gì không? À, dạ đây là giai điệu của điệu Lý Cái Mơn. Cho em trả lời một lần nữa. Lý là đúng rồi đó. Nhưng mà lý gì? Dạ Lý Cái Mơn ạ. Chính xác. Anh tưởng này em lại nói lý khác. Chuẩn bị. Mời về đây dừng chân trên bên sông nước lăng tăng, tâm tình nhắn gửi người yêu, có sang sông thì chim sao hát câu hẹn hò. Chiều tạp nhưng mãi còn chờ ai,
tia nắng soi rừng rừng, đôi bờ bóng nghe chim nhạn tìm nhau. Quá tuyệt vời. Và sau màn thể hiện bài hát của em đã giành về cho mình 10 điểm. Vòng thi thứ hai, hò ngẫu hứng. Chương trình đưa ra một chủ đề, hai người chơi tự đặt lời và hò xoay quanh chủ đề. Người chơi nào không để hò đáp lại sẽ là người thua cuộc. Chiến thắng vòng này, người chơi nhận về 50 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách của chương trình là hò ngẫu hứng với chủ đề là hò sông nước. Và bây giờ không còn giành quyền nhấn chuông nữa, mà chúng ta phải bốc que may mắn. Ai bốc được que ngắn thì sẽ thi trước, và ai bốc được que dài sẽ thi sau. Dạ. Yeah. Phụng đi, ưu tiên cho Phụng. Em cái này. Ngắn. Thi trước em. Dạ, dạ khỏi bóp. Thi sau. Phụng sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1, hò. Hò sông quê nước chảy hai dòng, thương em biết nói sao trong lòng hỡi em. Hợp lý, đạt 5, 4, 3, 2, 1, hò. Hò chứ phải hò. Ờ, hò chứ phải hò. Mắt hò. 5, 4, 3, 2, 1, hò. Hò sông nước. Sông nước là con sông phải có nước. Hả? Thương em rồi sao không rước em đi? Tiếp. Để em đứng ở sông này chờ trong mong đợi. Chờ trong mong đợi. Em đứng ngồi hồng yên. Quá tuyệt vời. Sông nước là phải có nước, hay quá. Em hò ơi. Em ơi anh chẳng có nhiều tiền, tụi mình mà đám cưới thì đãi liền chi đây. Sẵn tiền anh nói cho hay, anh đãi ba loại nước à, hột é, hột mè với hột bí đao. Sông đâu có nước. Nước là nước sông, nước hồ, nước biển chứ không phải là nước uống. Nước ở đây là nước địa lý á. Ờ, nước địa chứ lý chứ không phải là nước uống. Em mà giải khác của em. Cho câu hỏi cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Hò ơi. Nước sông, sông nước biển hồ. Biển hồ, sông nước biển hồ. Nước sông, nước sông, nước biển, nước hồ. Nước sông, nước biển. Hò ơi. Nước sông, nước biển. Biển hồ, nước sông. Có bốn cái sông hồ, dạ, nước biển luôn. Tuyệt vời. Đạt 5, 4, 3, 2, 1. Vô. Hò tự nhiên cái sông nước biển hồ, cái rồi biển hồ sông nước. Biển hồ sông nước. Rồi như vậy sao? Này là hò hả? Ý là em không có tìm ra được cái nào mà nó khác ngoài bốn cái đó nữa. Biển hồ sông nước. Làm hoài vậy sao? Trời ơi, thầy đó, thầy đó. Cuối cùng phần thắng của vòng 2 này đã thuộc về Phụng. Và kết quả của hai vòng như sau. Mẫu Đạt tổng số điểm là 5 điểm. Và Minh Phụng tổng số điểm là 60 điểm.
Vòng thi cuối cùng, hãy hát lên. Ca sĩ hỗ trợ sẽ hát một đoạn bài hát, hai người chơi chú ý lắng nghe. Bắt đầu phần thi, lời bài hát sẽ hiện lên màn hình và có vài câu hát đã bị ẩn đi. Người chơi hát chính xác lời bài hát đã ẩn đi, giành về 100 điểm. Nếu hát không chính xác, lượt chơi sẽ thuộc về người còn lại. Và lúc này, số điểm của vòng hãy hát lên chỉ còn 50 điểm. Người chơi thắng chung cuộc sẽ giành giải thưởng 4 triệu đồng. Người còn lại nhận phần thưởng 2 triệu đồng. Anh nói thật với em, tất cả cái vòng trên em đã thấy khó đúng không? Vòng này rất dễ. Nãy cái vòng hò anh cũng bảo là dễ lắm. 10 cặp tham gia chương trình, hết 10 cặp thất bại với vòng này rồi đó. Dễ. Trời sao là dễ chưa? Là dễ rớt, dễ thua. Dễ thua đó. Và bây giờ thì xin mời ca sĩ Phú Nguyễn và Thu Hà. Nhìn xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng thiêu rạng bên bờ. Nghiêng dáng mình đẹp làm sao, nghiêng dáng mình đẹp làm sao. Đón mây sánh đôi bóng mây, con chim nhẹ hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Trăng lấp lánh lung linh bên nước, đoàn tàu về loáng loáng trên sông. Màn trời đêm êm ả thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngào ngào. Đêm bình yên nghe sóng biển nhớ hồn. Một ca khúc đất ngọt ngào của Lê Giang, Kiên Giang mình đẹp lắm. Em có thuộc bài này không? Dạ em thuộc, nhưng mà em bị cái là hát hay quên lời lắm, hoặc là hay sửa lời lắm, cho nên sợ là nó, tại vì là phải đúng hết từng chữ thì em cũng không dám chắc chắn. Nhưng mà cứ thử sức. Thử sức đi. Dạ. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều tràn bên bờ. Em thích nghe mấy bài dân ca mà liên quan tới tỉnh á, với lại là tại vì mình cũng hay đi hát tỉnh, cho nên là nhằm khi mà mình đến một cái tỉnh á thì mình phải có một cái bài để tặng cho bà con ở đó. Quá tuyệt vời. Dạ. Ở Bạc Liêu thì em thuộc bài gì? Dạ Bạc Liêu thì có bài Công Tử Bạc Liêu. Hay quá. Cà Mau. Dạ Áo Mới Cà Mau. Sóc Trăng. Sóc Sài Bay Sóc Trăng. Tiền Giang. Tiền Giang hát Lý. Vĩnh Long. Dạ Vĩnh Long thì có Vĩnh Long Quê Em. Hay quá, trời ơi là trời. Đúng nghề luôn. Vâng, và sau 3 vòng Mẫu Đạt tổng số điểm 5 điểm. Minh Phụng xuất sắc với số điểm là 160 điểm. Thay mặt chương trình cảm ơn Minh Phụng và Mẫu Đạt đã đến với chương trình Vui Cùng Địa Lý Câu Hò. Mặc dù rằng Đạt chỉ đạt được có 5 điểm, nhưng mà với giải thưởng của chương trình vẫn dành cho em là 2 triệu. Wow. Còn Minh Phụng xuất sắc hơn 160 điểm và dành về cho mình phần thưởng 4 triệu đồng. Chúng ta xin hẹn lại tất cả quý vị đến với chương trình Vui Cùng Địa Lý Câu Hò phát sóng vào lúc 19h15 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhìn xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bóng mây sánh đôi bóng núi, con chim vàng hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên.
bên sông, màn trời đêm êm ái.